số tổ nhé. Rồi, chào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đến vừa cuốn xong dây rồi, bây giờ mình sẽ vào dây. Thì cái motor này là motor Alpha tốc 1400, 36 rãnh, là một pha của nó gồm hai tổ. Tức là motor này, motor của nó là 6 tổ 4 cực đấy. Thì cái này là nếu như đấu bình thường đấu cực giả nhé, tức là đấu đầu đầu cuối cuối đấy. Thì nhưng mà cái này thì, vì là thợ người ta dùng vào việc khoan giếng, nhưng việc đề ba thường xuyên, nên là nếu mà đấu như bình thường là motor rất hay bị cháy, nên là mình sẽ đấu cái kiểu khác. Thì mọi người chú ý xem video, mình vào dây xong mình sẽ đấu sau nhá. Đấy, thì đầu tiên bây giờ vào cái tổ đầu tiên ấy, thì mọi người để ý là chúng ta là khoảng cách 6 bước 8 10 và 12. Đấy, thì khoảng cách 6 nhá. Mình sẽ vào cái tổ đầu tiên, pin đầu tiên vào lần lượt. Đấy, này nó là cách 6 là 2 4 6 rãnh vào cái này, chỉnh dây làm sao cho nó khớp rãnh. Và chúng ta hạ dây xuống thôi, 2 4 6 này. Bước 8 10 12 đấy. Này, 2 4 6 rãnh này. Thì cái motor này nó là số tổ 4 cực, cho nên là để mà vào cho nó nhàn, dễ vào mà an toàn nhất thì mọi người vào theo kiểu 3 trong 3 ngoài cho mình nhé. 3 trong 3 ngoài, tức là một tổ này nó sẽ chiếm 1/3 cái đường tròn này. Như vậy là đã xong cái pin thứ nhất nhé. Mình có lót thêm cái này, lót thêm cái này để làm gì, là khi chúng ta quấn vào cái test tiếp theo là nó sẽ không bị trồng, vì nó sẽ cách điện tốt hơn. Đấy. Cái này thì mọi người ai lót thì lót, không lót thì thôi. Nó mình làm quen như thế này rồi, mình cứ lót nhé. Nó cũng hơi căng đấy nhưng mà vẫn vào được. Lại nhét hết cái dây này. Hơi căng.
người dùng cái giấy trắng, dùng cái giấy trắng thì nó dễ và dễ dễ nhét hơn cái giấy này, giấy này nó mềm. Để khoảng từ 2 đến 3 phân. Khi cái bối tiếp theo hoặc là cái như cái tổ của pha khác, nó sẽ hai cái rãnh này này sẽ hạn chế được cái việc nó chạm chập vào nhau. Lên xuống. Tiếp tục đến cái pin cuối cùng. Nói chung là cái loại này nó dễ vào thôi. Lần lượt này mình làm cũng
Đôi dựa. Rộng mình dễ vào. Xong tổ. Hai bốn sáu rãnh sau đó mình nắn nắn lại cái dây thành vuông. Này thì khi mọi người vào mọi người cũng để ý nhé, cái tổ này đầu đầu bên trái thì bên tổ này đầu đầu cũng phải bên trái nhé. Do mỗi người quy định đầu 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 cuối nó khác nhau, đấy là mình là hay quy ước ngầm là vào bên trái và ra bên phải cho nó dễ, có người thì lại vào bên phải và ra bên trái. Rồi thì có người thì lại vào to ra nhỏ, có người lại vào nhỏ ra to, tùy theo mỗi người. Ai quen cái kiểu nào thì chúng ta làm theo cái kiểu đấy, tránh cái tình trạng nó nhầm lẫn.
xong 2 tuần. Giờ mình sẽ vào tổ thứ 3 nhé. Hôm nay đầu năm các thứ tăng cao quá. Đồng hiện tại bây giờ khu vực của mình đang là 250 một cân. Không biết dây đồng chỗ mọi người giá cả như thế nào. Ấy comment để bình luận bên dưới nhé. Đây con này 3 kg thôi. Ba ký thì nó hết khoảng hơn 2 cân dây. Đồng có già 200 một tí thôi, mua lẻ có 201, 202, bây giờ mua lẻ lên đến 206, 207, giá quá là cao.
quân này hơi rộng. Rồi. Đã xong ba tổ. Rồi mình sẽ vào nút ra bên ngoài nhé. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà cái lớp trong lót cái giấy này, cái lớp ngoài này, thì chúng ta khi hai tổ dây nó đột đè lên nhau thì nó sẽ không chạm trực tiếp vào đây, sẽ an toàn hơn. Giờ cũng chuẩn bị vào mụn nóng rồi. Anh em đã chuẩn bị hết linh kiện thay thế chưa? Mụn nóng lúc nào nó cũng bận hơn. Đấy. Nên là mình hay chuẩn bị linh kiện. Đấy không phải cứ đang làm lại chạy đi lấy lặt vặt, nó mất thời gian lắm.
cái này nó dễ vào. Lọc. Nhiều cái rãnh nhỏ. Găng khó vào lắm. Nghe làm sao? Nếu mà chuyển động nào nghe to. Lại mua người khác à? Nó không lọc được, nó chỉ thu thôi, thu xong rồi phát, thu ở bên ngoài xong nó phát vào cái tai cho ông, nó kiểu như kiểu bộ ấy đấy, bộ gọi là bộ đẩy, gần như kiểu đẩy, trung gian, thu ở bên ngoài xong rồi đẩy vào.
có cái xoay kia không lười bỏ ra. Con này nó nhỏ. Có cái bàn xoay kia mà lười lôi, không muốn lôi ra. Con này nhỏ thì xoay. Nắng lúc mưa.